Bà ơi, hai có người hỏi thăm nè. À dạ, chào bà. À, con có nghe mấy cái anh kia nói là hoàn cảnh của bà khổ á, thì con để con hỏi thăm. Dạ. Bà ngồi cho con hỏi thăm tí ha. Dạ. Dạ, thôi được rồi chị. Chị ngồi đi, em đứng cũng được. Dạ. Con hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, năm nay là 80. 80 chẳng. À, là bà mới làm tiền người cao tuổi mới có năm nay ha. 80 tuổi là có tiền người cao tuổi đó. Bà có lãnh tiền cao tuổi rồi. Dạ. Dạ. Đây. Đây là chỗ ở của bà, nhà của bà luôn đi ha. Không, đây là chỗ mấy em của cháu nó bán gạo. Bán gạo ở đây. À, bán gạo rồi. Nhớ gì dở đỡ. Cái này nói chung là bà ở đây nhà giải tỏa rồi. Nhà giải tỏa. Thì bây giờ là bà chỉ ở tạm ở đây thôi chứ không có dính dáp gì cái gia đình bên này. Dạ, vậy mà nhà nước họ có nói gì không? Không, người ta cho bà ở mà. À, cho ở ha. Vậy là coi như là đây là cái chỗ của mình luôn rồi đó. À, đây. À, ở đầu đây này luôn thôi chứ đâu có nhà cửa gì hết đó hả bà ha. Dạ. Cho con hỏi bà tên gì bà? Nguyễn Thị Lành. Nguyễn Thị Lành. 80 tuổi rồi. Bây giờ không có nhà cửa gì. À, con nghe bà nói bà có hai người con đúng không? Con nghe vòng vòng nữa. Có hai đứa con. Dạ. Vậy con đâu rồi bà? Giờ nó cũng đi làm ăn xa rồi con. Dạ. Không có lo gì cho bà. Lâu nó tới rồi. Lâu tới lần là lâu lâu là bao lâu? À. Khoảng tháng không? Là nó không có nhà. Dạ. Mướn nhà. Dạ. Nghèo lắm hả bà hả? Nhưng mà giống như nghèo thì con trai kìa, con trai nghèo thì cũng đem mẹ về được hả cô? Nó cũng ở nhà mướn đâu, nhỏ xíu đủ hai chồng. À. Mấy cô ở đây biết hết hả cô hả? Biết lắm, chục năm rồi. Dạ. Ở đây hồi đó giờ mà nhỏ lớn hả? Dạ. Rồi bây giờ là bà làm gì để có tiền sống bà? Thì cô bán ở đây tôi thấy người ta giúp đỡ cho bà chút. À dạ. À, ai cũng dòng dòng người cho ít ít vậy hả cô ha? Dạ. À bán cái số nữa. Bà bán bao nhiêu tờ bà? Trời ơi, ít có 20 mà. Có 20 tờ kiếm 20 ngàn ha. Không về em có bán mẹ thì sao vậy bà? Hết vốn rồi hả bà hả? Hết vốn. Trời ơi, ở đây cháu ơi, có gì khổ lắm, bị ăn cắp luôn á. Bị gì? Bị ăn cắp á hả? Trời ơi, gì cũng ăn cắp hết trơn á. Có gì đâu mà lấy bà. Giờ đây là gia tài của bà rồi đó ha. Bà có nhiêu đó. Dạ. Ý là bà đồ để đồ gì đó mà người ta lấy đi á ha. Ăn cắp không có trên đầu rồi. Trên đầu không biết trên đâu lại đi kìa. Dạ. Hồi xưa là bà có nhà ở chung cư này. Tại nhà mới giải tỏa. Giải tỏa cái khu này á bà hả? Cái khu mà xây chung cư á hả? Giải tỏa vậy mới xong đó đừng. À dạ. Giải tỏa vậy mới xong rồi nói chung. Giải tỏa như ấn đền bù à? Có đền bù nhưng mà không có đủ khả năng mua nhà. Như bây giờ thí dụ đền bù 500 triệu đi mà không có đủ khả năng. Đủ mua hàng xong mà từ từ nó hết rồi bà hả? Trả nợ rồi. Bây giờ là mấy bữa nay bán đi bán vé số hả bà? Hả? Bà nói hết vốn rồi cho nên nó bán hả? Vậy bà bán cái số này bà đi hết nổi rồi. Dạ. À, bà có bán chỗ này đó bán. Thì có tiền á thì ngồi xá vậy ngồi chửi xe bán. Dạ ngồi ngoài đó. Dạ cho người ta bẻ xe ra. Dạ. Thì người ta đi ra người ta đi vô người ta mua giùm cho vài tờ ha. Đi ra đi vô thì mua giùm. Dạ. Rồi ăn uống sao bà? Bà ăn uống cũng điều hòa. Ăn uống kìa. Ăn uống thì cũng điều hòa. Như khi nói sớm người ta thấy mình cho một hai tô cơm rồi ăn vậy đó. À dạ. Chứ bà đâu có nấu được nữa đâu. Cho gì ăn đó hả à, cô ha? Con gái nó đem ra. Con gái, con gái ở đâu gần không bà? Ở nó trời núi nhà đâu gì. Nó cũng muốn. Nó chưa muốn nhà cũng tập luôn em ơi. Dạ. Muốn nhà nhỏ quá, vợ chồng con cái đông quá. Giờ dạ. Nó nuôi cháu nội, cháu ngoại rồi nó nuôi tùm lum hết trơn giờ. chút thôi giờ nó lo cái cô đó, cô đó có cháu ngoại cháu nội rồi. À, cháu ngoại cháu nội giờ giao cho nó đi làm ăn xa nha cho nó nuôi đó. Dạ, cũng rất là khô ha. À, giờ nó lạp cốc can nó đi bán phải mì phải lan về nó nuôi mấy đứa cháu. Dạ, vậy ba tắm rửa đồ sao bà? Hả? Tắm rửa đồ á, giặt đồ á. Giặt rồi tắm rửa đi vô nhà cháu. Dạ, vô nhà cháu
thay đỡ ha. Dạ. Cháu này cũng là nó làm dâu. À cháu mà cháu dâu nữa ha. Không, cháu ruột. Cháu ruột nhưng mà đi làm dâu. Dâu gia đình ta. Dạ, cho nên cùng. Ta thấy vậy ta cho nó vô. Dạ, tắm rửa thôi chứ còn. Ở bên đây cũng có nhà tắm công cộng nè. Dạ. Là cũng xài được á bà ha. Xài nhà công cộng được ha. Nhưng mà đi nổi mà đi cũng đều ở nhà đây luôn. Đi sáng thì cái ghế bê đẩy đi vậy. Đẩy cái ghế. Đi giờ có đi đâu nổi. Dạ. Ba bị gì mà đi không nổi vậy bà? Đó, bây giờ má hai nói chuyện đây. Má hai nói chuyện ở đây. Bây giờ có người ta hỏi tầm má hai. Bà bị khớp hay là sao mà đi không nổi vậy bà? Hả? Cái gì bước xuống thì cầm ghế đi lần lần nữa. Dạ, cầm ghế. Cầm ghế nó buồn. Đi từ á hả? Dạ. Dạ. Hôm nay đâu có bán đâu bãi cái tiền rồi. Tí là nó cũng đâu cũng cho đồng bạn. Đâu có tiền đâu nó cho đó. Cháu cá. Chuyện vậy nay có đưa con, cũng thấy vậy mới đưa lên chương trình. Dạ, có nhờ con đến để hỏi thăm mới thử. Thì có ai giúp đỡ được cho bà chút xíu? Dạ. Vì hôm nay bà có gì ăn chưa? Hả? Hôm nay có gì ăn chưa? Hôm nay cô ta kia. Đem tới chưa? Tối đây là có điện không bà? Có. Đây mà đó, điện chung cư họ mở đến sáng đó, ha. Mở thôi, ai đóng luôn. Dạ, đóng tiền điện hay là bà tự đóng mở? Không có, chung cư nó đau mở. Dạ. Chung cư nó đau thầu đó. Dạ. Nó gom nhà, tiền điện của mỗi nhà. Chung cư sáng. Dạ. Chuyện có quạt chắc nóng lắm á bà ha. Có nóng không? Mấy gì nóng, có gió, nên có. Dạ. Rồi con trai bà đi làm đâu xa không bà? Trời ơi, không thấy nó về thăm bà luôn. Có, hôm nay có về cho 100. Về cho 100 ngàn á hả? Cho 100. Đi xuống trà thánh về nước đó. Dạ. Trà thánh về nơi. Mà đi làm cái gì vậy bà? Ảnh đi làm cái gì bà? Dạ, nó đi làm mướn, làm ở hồ này cái nọ đó. Ừ, mà không đón bà về ở được hả? Hả? Không đón bà về ở nhà chung được hả? Trời ơi, nó ở nhà. Hồi xưa là hồi đó là bà làm cái nghề gì bà? Trời ơi, nghề buôn bán, nghề cái nọ này nọ vậy đó. Dạ. Bán rồi, đi bán cá mỡ rồi, nấu đồ đi bán nha. Dạ. Nghề đi nấu rồi xong, mỗi ngày bán mà mỗi ngày nè, cái trong cái đó bạn cái là cho tiền nghe ảnh ăn thịt thờ rồi. Cho tiền mà để người có mất không? Bà ở về bà có vui không? Ở mình về có vui không? Thì trời sinh trời nuôi rồi con. Trời sinh trời nuôi. Trời sinh trời nuôi, cũng như con chịu như phương ta. Dạ. Thì cũng có bạn bè tiếp đó. Ngồi chơi coi. Dạ, được rồi, con đứng được rồi bà. Dạ. Trời sinh trời nuôi con. Lâu lâu con vô có bạn rồi, cá rồi, lại cho chút đỉnh. Vậy là bây giờ bà sống là mọi người giúp được không ha? Rồi bà có mong muốn gì không? Dạ, mong muốn gì chứ. Hôm giờ là nghỉ nay là nửa tháng rồi. Mong muốn có bạn hay là lại có bạn cái thân rồi đó. Cái nghĩ tình đó thì nó cho gì ăn chụp định. Cảm ơn lấy cái số đó. Lấy cái số bán. À, lấy số bán rồi. Mong muốn có tiền là lấy cái số bán á ha. À, lấy số bán đây nè. Dạ. Bà vậy là mấy cháu á, mấy cháu nội cháu ngoài có hay ghé thăm bà không? Nó cũng có mà lâu lâu nó mới lỡ con ơi. Lâu nó mới lỡ. Dạ. À đây là bà có lãnh được cái tiền người cao tuổi của nhà nước hả bà ha? Lãnh được mấy trăm bà? Chưa có lãnh. Chú có lãnh lâu nào hết ạ? Bắt đầu mà hồi xưa thì hỏi cá. Cảm ơn bà. Khi nào mới lãnh bà? Cũng chưa biết nữa con, chừng nào ta kêu lên lãnh. À là chưa lãnh lần nào hết? À chưa lãnh. Ừ, mới có 80 tuổi thì đáng 80 tuổi là có rồi đó, làm hồ sơ là có rồi đó. Đúng rồi. À, bà hộ khẩu ở đây luôn hả bà? À, hộ khẩu á, hộ khẩu của mình là ở đây luôn hả? Phường 5 quận 6, đường 1. Dạ.
Nhưng mà rất là may là mấy chị, mấy anh chị vẫn còn thương, còn lo cho bà mà ha. Khổ khổ nhưng mà có cơm có đồ vẫn bới đến cho bà ăn đúng không? À, con dâu rồi có hay lại không bà? Chưa có dâu. Sao chưa có dâu? Có anh đó mà vậy có, anh đó có nhưng mà nó không có vợ. Không à, không có lập gia đình hả? À, vậy anh ở mình thôi hả bà? Ở mình vẫn lo cho bà rồi. Lâu lâu nó có tiền lại cho. Lâu lâu có tiền lại cho bà trăm ngàn vậy đó. À, trăm ngàn. À. Bà nói bà ở đây là bà để đồ người ta lấy hết trơn à? Trời ơi, tợ bà con năm là con. Dạ. Yeah. Tợ lấy. Rồi đường ta, ta cái gì? Ta cứu trợ ta cho gì? Đường, đường đó hả? À, tợ lấy. Rồi ghê lắm con ơi. Đây phức tạp vậy hả bà? Trời ơi, đúng mấy đệ mai đệ là để cúng vậy nè. Dạ. Yeah. Cái gì hòn lấy hết hả? Rồi, mới về. Mới năm nay với mấy năm ngoái đâu có. Để sơ hở ra lấy. Hả? Để sơ hở ra là họ lấy. Trời ơi, khỏi nói rồi. Nhưng mà đó là cỡ chung cư. Dạ. Đó là cỡ chung cư. Con thấy đây mấy anh chị cô chú cũng thương bà lắm á. Hả? Vòng vòng đây vẫn thương bà lắm á. Mà đây, mình con biết là Nguyên à. Dạ. Nguyên đây là dân đâu rồi lại đây. Dạ. Việt Nam mình bắt mình có xa. Dạ. Mẹ biết chứ. Muốn bờ cũng chỉ nó. Dạ. Nhưng mà nó nghe, nó trẻ nó vô nó không già. Dạ. Nó đều người Nam bắt đầu cho mua lá làm ăn. Dạ. Thôi thì hôm nay con ghé con thăm bà cái gì thôi. Con quay lên cái chỗ con đăng trên đó đó. Thì ai anh chị nào thương thì con mang tới cho bà ha. Rồi con chúc bà sức khỏe nha. Dạ rồi con chào bà. Rồi đầy vô còn mất rồi bà ha. À, cái này đầy vô còn mất, để đây cái gì cũng mất hết trơn á. Đây là cái chỗ của bà này mọi người. Hay cái góc chung cư vậy đó, cái đường lên xuống của cái cầu thang chung cư. Bà ở đây là chung cư Lò Gốm, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh.